Xin chào tất cả anh em, thì hôm nay Thuận xin chia sẻ với anh em là Thuận làm cái file tiếng gà đồng hay còn gọi là con cúm núm, cộng thêm tiếng con chim quất chống mái nó lạc mày nó kêu cú. Thì làm như vậy anh em đánh lưới đêm thì mình đánh một lần được cả hai loại. Ngoài ra Thuận còn ghép thêm được mấy cái tiếng như là xâm dung hay còn gọi là mó nhát, chích ré hay còn gọi là quất bể, nói chung làm theo yêu cầu của anh em. Thì Thuận đăng lên để cho anh em biết vậy thôi. Anh em cần thì liên hệ với Thuận. Còn cái tiếng thì Thuận thêm bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Khi anh em lấy thì Thuận sẽ chỉnh riêng ra cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rất vui khi anh em bấm like và đăng ký kênh, bình luận ở phía dưới để Thuận phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.